Dạo gần đây cảm thấy cuộc sống của mình nó nhanh quá nên Sam quyết định phải sống chậm lại bằng cách phải dậy sớm hơn chứ không thể nào cứ ngủ nướng tới 8 9 giờ được. Trong lúc mình ngủ thì cái bọn mối này nó xào quần kiểu gì mà rớt hết phương tiện di chuyển luôn. Không biết tụi nó có cảm thấy đau không chứ Sam nghĩ đến cảnh quét nhà Sam thấy đau lòng quá. Cái xe nhà Sam nó ngộ lắm nha, có bữa đang ở ngoài đường tao nói đá muốn xúc cái quần luôn mà nó vẫn im re. Gần đó thì có mấy thằng cha nội đang ngồi nhiều chuyện cứ nhìn mình xong rồi xì xầm rồi cười. Hồi hôm qua chồng Sam chở em bé về nhà ông bà nội chơi, cái mẹ chồng Sam gửi lên cho quá trời rau luôn. Còn kèm theo một tàu chuối để hôm nay Sam làm món bánh chuối hấp. Thật ra thì cũng không có cần lắm đâu, nhưng mà nếu có thì bánh sẽ thơm hơn á mọi người. Để làm được món bánh chuối hấp thì nguyên liệu rất là đơn giản, chỉ cần có chuối sứ chín, bột năng, bột gạo, đường, một xíu muối và một ống vani. Về tỷ lệ thì Sam sẽ ghi ở trên màn hình nha. Và có một cái lưu ý rất là quan trọng để làm thành công món này, đó là chuối. Chuối chín thôi chưa đủ, phải chín rục nha mọi người. Chuối sau khi cắt mỏng thì mình sẽ cho hết phần đường đã chuẩn bị vào, một xíu muối và trộn đều lên. Tối hôm qua Sam quên đi mua bịch đường chứ xài đường thốt nốt cực lắm, phải giã ra rồi nấu lên nữa. Trộn xong thì mình để khoảng 10 phút cho chuối ngấm đường. Trong cái thời gian đó thì mình đi pha bột, cho hết bột năng, bột gạo và một ống vani vào một cái tô, rồi thêm 200ml nước nóng vào tô bột và dùng muỗng quấy đều cho bột tan hoàn toàn, không còn vón cục nữa. Thì mình sẽ cho cái phần chuối đã ngấm đường vào. Để cái bánh của mình sau khi hấp có màu vàng đẹp thì Sam sẽ cho vào một xíu bột nghệ. Tới đây là sắp xong rồi đó mọi người, bây giờ thì múc ra khuôn rồi mang đi hấp thôi. Cái khuôn thì Sam đã lót lá chuối rồi nè, và có phết lên một xíu dầu ăn để cho đỡ dính. Sam hấp bánh với lửa vừa trong thời gian là 30 phút. Để cho hơi nước không rơi xuống bánh thì Sam phủ lên một lớp lá chuối. Trong thời gian chờ đợi thì Sam sẽ đố mọi người nha. Khắp phố phường tiếng ve kêu hè hè hè. Thì những cái con ve kêu đó là ve đực hay là ve cái và tại sao nó lại kêu? Sau 30 phút mở nắp ra thì cái mùi bánh nó thơm phức luôn á mọi người. Nhìn sơ qua thì cái bánh nó không được đẹp cho lắm, tại hồi nãy Sam để lòi cái phần chuối ra không chịu phủ bột cho nó. Về kết cấu, độ dẻo và màu sắc thì Sam rất là hài lòng. Khi ăn thì mình sẽ rưới thêm nước cốt dừa đã nấu chung với bột bán, rắc thêm mè rang lên trên, thêm một chút đậu phộng rang nữa. Lựa cái miếng nào nó dính nhiều nước cốt dừa với đậu phộng với mè nhất á, cắn một cái thôi là tuổi thơ nó ùa về. Đối với Sam, bánh chuối hấp ngon nhất là do chính tay mẹ Sam làm. Sam vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh lúc đó chị đang ở trong một ngôi nhà bằng gỗ thôi. Vào một buổi chiều trời đang mưa lâm râm, từ dưới bếp mẹ Sam bưng lên một cái mâm nóng hổi, trên mâm là một miếng bánh chuối bự chà bá luôn, ở dưới còn lót lá chuối nữa. Mẹ cắt được miếng nào là Sam với chị hai bóc ăn miếng đó. Cô Mai rất giỏi đánh thôi, đi vào ngó một đôi tay rất thính, ở khoảng cách xa nó đã phát hiện được người lạ.